Nỗi đau là cánh cửa để giúp cho ta quay lại chính mình. Và nỗi đau là cánh cửa để tìm về cái Phật tính bên trong mình. Trong chúng ta có Phật tính này, có cả tâm Phật, có cả tâm ma, có cả tâm quỷ, có cả tâm thú, tâm người, đúng không? Đấy, tâm người là gồm những cái tâm đấy. Thế thì nỗi đau là cánh cửa mà giúp chúng ta tìm về với chính mình, hay tìm về với Phật tính bên trong mình.